Xin chào các bạn, trong video này Điện Máy Giang Nga bên mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách thức sử dụng cái bảng điều khiển của máy giặt cửa ngang có khối lượng lồng giặt là 8,5kg của Sharp các bạn nhé. Về đánh giá thì mình thấy là cái bảng điều khiển này có cái thiết kế rất là dễ sử dụng, trực quan. Ở đây thì những cái nút cảm ứng của nó thì cực kỳ là nhạy. Và thay vì những hãng khác là lựa chọn cái chương trình giặt bằng cái núm vặn xoay xoay, thì ở đây thì các bạn chỉ bấm cái nút chương trình này thôi, rất là dễ. Bây giờ thì để không mất thời gian mình sẽ nói luôn này. Đây là cái nút tắt bật công tắc nguồn. Chúng ta sẽ ấn vào đây thì là máy này nó sẽ có điện. Và sử dụng xong chúng ta muốn tắt thì chúng ta ấn tiếp vào đây. Tiếp theo thì cạnh cái nút nguồn này là cái nút tam giác và hai cái gạch gạch này. Đây chính là nút OK, kiểu như nút ở trên điện thoại ấy. Thì là khi các bạn lựa chọn những cái chương trình giặt thì chúng ta sẽ bấm vào nút này để bắt đầu cái chương trình. Hoặc là cái chương trình mà đang sử dụng các bạn muốn tạm dừng thì các bạn lại ấn vào nút này. Còn đây là hẹn giờ. Hẹn giờ thì các bạn sẽ hẹn cái thời gian mà máy sẽ giặt. Ví dụ mình bấm vào đây là 3 giờ. Ví dụ như này, 5 giờ thì là 5 tiếng nữa là máy nó sẽ giặt các bạn nhá. Bởi vì nhiều khi chúng ta tắm vào buổi tối thôi, các bạn muốn là quần áo vứt vào trong máy giặt để sớm hơn sau, gần sớm thì nó mới giặt khoảng 7-8 tiếng. Các bạn sẽ ấn vào đây, ví dụ 8 tiếng, sau đó chúng ta bấm vào nút này, bấm vào cái nút OK này thì là máy sẽ hoạt sẽ để nguyên chế độ chờ, trong 8 tiếng nữa thì máy nó sẽ bắt đầu giặt. Tiếp theo đây là xả. Thì trong quá trình các bạn sử dụng á, nhiều khi chúng ta cho quần áo vào trong đây, chúng ta đã giặt sơ qua rồi và chúng ta chỉ muốn xả thôi, thì các bạn ấn vào đây nó sẽ có mấy cái cấp độ xả. Đấy, đây là những cái cấp độ xả nhé. Còn tiếp theo là nhiệt độ. Thì với máy giặt của Sharp này nó có thể làm nóng nước được, thì chúng ta có thể lựa chọn vào đây. Như thế này là nước sẽ được đun nóng 90 độ. Thì cái việc nóng nước thì rất là tốt. Chúng ta giặt quần áo thì quần áo nó sẽ sạch hơn. Tuy nhiên là nó sẽ rất là tốn điện. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cân nhắc, nếu mà quần áo bình thường không bẩn lắm thì các bạn bấm vào đây để cho nó mất. Như này là nước lã bình thường. Còn nếu mà các bạn thấy quần áo nó bẩn bẩn một chút thì chúng ta có thể tăng nhiệt độ lên. Cái này thì mình không khuyến khích bởi vì nó cũng khá tốn điện. Tuy nhiên là nếu mà giặt chăn hoặc là giặt cái áo khoác á, nó bị bẩn quá thì sử dụng một chút nóng lên thì nó sẽ hiệu quả giặt tẩy tốt hơn. Với chiếc máy giặt của Sharp này thì có rất nhiều chương trình để giặt. Đầu tiên là cotton, thì đây là cái chương trình mà chúng ta sẽ giặt tổng hợp nhé. Có nghĩa là gia đình của các bạn, tất cả các thành viên cho giặt á, chúng ta sẽ chọn vào chương trình giặt cotton. Nhiều khi chúng ta có ít cái quần áo mà chúng ta muốn giặt nó nhanh thời gian hơn một chút, hoặc là và nó sẽ tiết kiệm điện hơn một chút, thì chúng ta sẽ chọn là giặt tiết kiệm. Và trong quá trình các bạn sử dụng, nhiều khi các bạn chỉ có 1-2 cái áo sơ mi chẳng hạn, các bạn muốn nó giặt thật nhanh, bởi vì cái máy giặt cửa ngang nó khá là lâu, thường nó sẽ giặt khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng nếu mà đồ nhiều, thì chúng ta muốn giặt nhanh tầm 15-20 phút chẳng hạn, để có một cái áo sơ mi sạch sẽ chúng ta phơi cho nhanh khô, cho nó tiết kiệm thời gian giặt, thì chúng ta chọn vào giặt cực nhanh. Tuy nhiên là với cái chương trình giặt cực nhanh 15 phút này thì mình khuyến cáo là các bạn chỉ sử dụng khoảng 1 đến 2 áo sơ mi thôi nhé. Có một số khách hàng đã lựa chọn cái chương trình giặt cực nhanh, tuy nhiên là dùng cho đến lượng đồ có 7-8 người thì quần áo nó sẽ không sạch được đâu. Tiếp theo là chương trình xả và vắt. Thì với chương trình xả và vắt này là nhiều khi các bạn có những cái áo sơ mi các bạn đã giặt bằng tay rồi, giặt bằng tay ở ngoài rồi, các bạn muốn cho vào máy giặt để vắt thôi, thì các bạn phải lựa chọn chương trình xả và vắt, sau đó bấm bắt đầu thì ra xong. Đây là đồ len, thì các bạn có những cái quần áo len các bạn sẽ cho ở đây. Nói chung là những cái ở đây nó đều nó viết bằng tiếng Việt hết. Các bạn sẽ lựa chọn làm sao cho hợp lý nhất những cái đồ mà các bạn sử dụng bạn nhé. Đây là giặt thơm. Giặt thơm này là khi các bạn chọn giặt thơm này thì quần áo nó sẽ sử dụng cái nước làm thơm quần áo là nước Comfort Lovely ngay bên này này. Nếu mà chúng ta không sử dụng nước làm thơm quần áo như Comfort Lovely ở cái ngăn giữa ấy, thì chúng ta sẽ chọn vào giặt đồ cotton. Còn nếu mà các bạn muốn giặt thơm thì các bạn sẽ lựa chọn là giặt thơm các bạn nhé. Tiếp theo là chương trình ngừa dị ứng. Đây chính là chương trình giặt bằng hơi nước. Nếu mà các bạn có những cái quần áo mà có những người bị dị ứng khi mà giặt đồ, những cái xà phòng một thứ đó, thì các bạn chọn vào ngừa dị ứng. Hoặc là nhà các bạn có trẻ con mà các bạn giặt quần áo cho trẻ con, giặt tã cái thứ đó, thì các bạn chọn vào chương trình ngừa dị ứng. Thì cái chương trình này máy nó sẽ không giặt nước bình thường mà nó sẽ giặt bằng hơi nước. Đấy, thì đây là một trong chương trình rất hay, và đây là một tính năng rất cao cấp của máy giặt Sharp. Với những cái máy giặt cửa ngang thì cái tính năng giặt hơi nước là một trong những tính năng giặt cao cấp các bạn nhé. Và đây là chương trình giặt cực sạch, thì nó sẽ có thêm cái tính năng giặt sơ. Nếu mà lựa chọn giặt cực sạch này á, thì nó sẽ bật lên cái giặt sơ này. Thì bình thường các bạn sẽ để bộ giặt vào ngăn trái ngoài cùng đúng không, sau đó là nước làm thơm quần áo ở giữa. Thì với cái chương trình giặt cực sạch này nó có thêm giặt sơ, thì các bạn sẽ để thêm bộ giặt vào cái chương trình giặt sơ. Có nghĩa là bình thường nó sẽ là giặt xả vắt, tuy nhiên với cái chương trình giặt cực sạch ấy, nó sẽ giặt sơ xong, xong nó mới giặt, xong nó mới xả, nó vắt. Chính vì vậy mà bộ giặt các bạn sẽ để thêm ở đây. Và cái chương trình này thì nó giặt cực kỳ là sạch luôn. Các bạn nên sử dụng cái chương trình giặt cực sạch này với quần áo rất là bẩn, còn bình thường quần áo chúng ta mặc hàng ngày á thì không cần thiết đâu.
như này nó cũng sẽ tốn điện hơn một chút. Tiếp theo là chương trình giặt ga giường, có nghĩa là chúng ta có những cái chăn mềm mà ga cổ giường á, chúng ta sẽ cho vào đây. Và một chương trình nữa rất là hay là đó chính là chương trình vệ sinh lồng giặt. Thì trong khoảng một thời gian khoảng một tháng bạn sử dụng á, thì cái lồng giặt bên dưới này chúng ta sẽ giặt rũ và nó sẽ bị bẩn ở trong cái lồng đó. Thay vì chúng ta phải thuê thợ về vệ sinh thì các bạn hãy chọn cái chương trình vệ sinh lồng giặt, cứ khoảng một tháng các bạn sử dụng một lần. Khi sử dụng cái chức năng này á, thì các bạn chỉ để một chút bột giặt vào trong máy thôi, vào cái ngăn này này, và chúng ta không để quần áo vào trong thì để máy nó hoạt động. Ở đây thì nó sẽ báo thời gian là 1 tiếng 28 phút, khoảng 90 phút á, thì máy nó sẽ hoạt động xong, kết thúc cái chương trình vệ sinh lồng giặt thì là máy nó sẽ đảm bảo được cái lồng giặt ở bên trong rất là sạch các bạn nhá. Còn bình thường nếu mà các bạn sử dụng để giặt một mẻ quần áo bình thường, chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Đấy, bật quần này. Ví dụ mình muốn giặt nhà cho nó thơm thì là chương trình giặt thơm. Ở đây. Đấy, giặt thơm, sau đó mình sẽ bấm nút bắt đầu. Thế là xong, kết thúc chương trình. Và nhiều khi các bạn sử dụng, các bạn có những cái áo sơ mi các bạn đã vắt bằng tay rồi, giặt bằng tay rồi, các bạn muốn chỉ có vắt thôi, thì các bạn làm như sau. Đấy, thế này, xong bấm vào nút này, thế là xong. 28 phút là xong các bạn nhá. Như vậy là điện máy Giang Nga bên mình vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách sử dụng bảng điều khiển của máy giặt cổ sáp có cái khối lượng lồng giặt là 8,5 kg. Nếu mà các bạn muốn tham khảo giá bán của chiếc máy giặt này trong thời điểm các bạn đang xem video, thì các bạn có thể truy cập website bán hàng online của bên mình là giangnga.vn. Cảm ơn các bạn đã xem video.